chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Việt Nam Story. Quý vị thân mến, đợt dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát đã gây ra nhiều khó khăn chưa từng có trong tiền lệ cho Việt Nam chúng ta. Tuy nhiên, vượt qua những thách thức, khép lại năm 2021, đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Bước sang năm 2022, chúng ta ngày càng có thêm nhiều tin vui về bức tranh kinh tế có nhiều khởi sắc. Làn sóng thứ tư của dịch Covid-19 đã khiến kinh tế xã hội bị ảnh hưởng nặng nề. Trong bối cảnh đó, tăng trưởng GDP năm 2021 của Việt Nam đạt 2,58%, xuất nhập khẩu cả năm về đích với con số kỷ lục là 668,5 tỷ đô la, tăng 22,6% so với năm trước, đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế, xuất siêu khoảng 4 tỷ đô la, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 31,15 tỷ đô la, tăng hơn 9,2 tỷ đô la so với năm 2020. Có được kết quả trên là nhờ vào sự vào cuộc quyết liệt, quyết tâm trên dưới đồng thuận của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của gần 100 triệu người dân Việt Nam để cùng với chính phủ triển khai những quyết sách quan trọng thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế. Có thể nói, chưa bao giờ công tác xây dựng, ban hành, hoàn thiện thể chế, chính sách được quan tâm, triển khai một cách nhanh chóng, kịp thời, đồng bộ, đáp ứng được yêu cầu của người dân và doanh nghiệp những năm qua. Hàng trăm nghị quyết, nghị định, quyết định, thông tư đã được ban hành để kịp thời tháo gỡ cho doanh nghiệp, khơi thông nội lực của nền kinh tế. Trong đó thì chính sách quan trọng nhất, phân cấp mạnh mẽ nhất, mở đường cho chính phủ để kịp thời ban hành và triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân. Đó chính là nghị quyết số 30/2021 QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội ban hành tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, trong đó giao cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định và tổ chức thực hiện một số biện pháp chưa được quy định hoặc là khác với quy định trong các luật, pháp lệnh hiện hành để đáp ứng yêu cầu cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19. Sang năm 2022, quá trình phục hồi và phát triển kinh tế sẽ gặp không ít những thách thức khi nhiều điểm nghẽn, nút thắt cần được giải quyết. Việt Nam sẽ tiếp tục đối diện với sự gia tăng áp lực lạm phát, trần nợ công và nợ xấu ngân hàng, những hạn chế về khả năng đáp ứng nhân lực, trang thiết bị, hạ tầng của hệ thống y tế cơ sở, trong khi số lượng người cần được hỗ trợ y tế, an sinh xã hội rất lớn. Việc phục hồi sản xuất, kinh doanh có thể bị cản trở bởi khó khăn về tài chính và thị trường tiêu thụ. Song với nhiều cơ hội và triển vọng để Việt Nam phục hồi phát triển, điển hình như là Việt Nam có nhiều cải thiện, cả về động lực về kết quả phục hồi, phát triển kinh tế so với năm 2021. Với kinh nghiệm, năng lực, khả năng ứng phó với dịch COVID-19 tiếp tục được nâng lên, việc hoàn thành bao phủ vaccine chậm nhất là vào đầu năm 2022 là một trong những điều kiện tiên quyết để phục hồi và phát triển kinh tế. Cùng với đó là tác động trực tiếp của các gói hỗ trợ kinh tế được tăng cường, nhiều giải pháp được thực hiện đồng bộ. Năm 2022, Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư trung và dài hạn. Giờ đây, khi kinh tế thế giới đang dần xoay chiều, phát triển trở lại sau tháng ngày giãn cách, đóng cửa biên giới thì Việt Nam lại càng được đầu tư và truyền thông thế giới đánh giá sẽ trở thành công trường sản xuất mới của thế giới. Không những thế thì dự đoán GDP của Việt Nam từ năm 2022 trở đi cũng được xem là quốc gia có tốc độ hồi phục bất ngờ ở mức là từ 6,6 tới 7,5% trên một năm. Trang báo của Nga Sputnik mới đây đã đưa tin rằng thu hút FDI của Việt Nam vẫn đặt nhiều tín hiệu tích cực. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính tới ngày 20 tháng 1 năm 2022 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị gốc vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 2,1 tỷ đô la, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu của Việt Nam đặt kỷ lục, nhiều mặt hàng Made in Việt Nam đã xoắn ngôi hàng Made in China và ngày càng hiện hữu với số lượng, thị phần lớn trên trường quốc tế. Tâm thế, vị thế của hàng hóa Việt Nam, nhất là khối FDI ngày càng được nâng cao. Với việc các dự án FDI đầu tư mới, điều chỉnh tăng vốn hàng trăm triệu đô la ngay những ngày đầu năm 2022 đã cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư và triển vọng phục hồi kinh tế của Việt Nam. Riêng trang Reuters của Anh lại đưa ra nhận định, sau hơn 35 năm đổi mới, kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng, tăng trưởng kinh tế thuộc nhóm cao nhất khu vực và trên thế giới, vị thế đất nước được nâng lên. Việc tham gia ngày càng sâu rộng vào tiến trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế với các cam kết mở cửa thị trường về thương mại hàng hóa, dịch vụ và đầu tư theo các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương, cùng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tạo ra những cơ hội và thách thức đối với kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao năng lực nội tại và hiệu quả của toàn nền kinh tế, kết hợp với chính sách phục hồi phát triển chủ động linh hoạt, chiến lược ứng phó với dịch bệnh và các thách thức phi truyền thống ngày càng kịp thời và đúng đắn.
Không những thế thì trang The Guide Time của Đài Loan vừa qua cũng đã có bài viết phân tích tình hình kinh tế Việt Nam, trong đó đánh giá dù phải trải qua năm 2021 đầy thách thức, nhưng kinh tế Việt Nam đã không bị kìm hãm do sự gián đoạn chuỗi cung ứng mà vẫn tiếp tục duy trì triển vọng tích cực, giữ vững vị thế là trung tâm sản xuất toàn cầu trong năm 2022. Trang The Guide Time nhấn mạnh rằng Việt Nam đã sử dụng các hiệp định thương mại tự do như là một công cụ để đảm bảo sức mạnh kinh tế và an ninh tài chính. Động thái giúp đảm bảo sự phát triển kinh tế của đất nước tiếp tục chuyển hướng từ xuất khẩu các sản phẩm công nghệ thấp và sản phẩm cơ bản sang các sản phẩm công nghệ cao phức tạp hơn như là điện tử, máy móc, phương tiện và thiết bị y tế. Ngay cả khi dịch bệnh bùng phát thì các hiệp định thương mại tự do đã được ký kết sẽ giúp Việt Nam tăng cường số lượng và chất lượng hoạt động thương mại cũng như là đầu tư, đa dạng hóa đối tác và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Giờ đây, sau những ngày tháng trượt dài trong khủng hoảng, Việt Nam vẫn là quốc gia được nhắc tới như tấm gương sáng vì duy trì được mức tăng trưởng dương. Bất chấp việc đóng cửa, các nhà máy bởi giãn cách xã hội, xuất khẩu của Việt Nam vẫn đạt thành tích vô cùng ngoạn mục, tăng 19% vào năm 2021 lên mức là 336 tỷ đô la. Ngay cả mức đầu tư trực tiếp nước ngoài không giảm nhiều, mặc cho những thách thức đến từ biến thể Delta. Điều đó khẳng định Việt Nam chính là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong khi đó, theo trang The Star, kinh tế Việt Nam được dự báo phục hồi từ cuối quý 1 năm 2022, tốc độ tăng trưởng dự kiến đạt 6,7% trong năm 2022 và 7% trong năm 2023. Nền kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi mạnh mẽ trong năm 2022, bắt đầu từ cuối quý 1 năm 2022, tốc độ tăng trưởng dự kiến sẽ đạt 6,7% trong năm 2022 và 7% trong năm 2023. Ông Tim Lilehapan, chuyên gia kinh tế phụ trách Thái Lan và Việt Nam của ngân hàng Standard Chartered nhận định. Ngoài ra, thì ông Davis Dabrick, giáo sư kinh tế của Đại học Harvard cũng dự đoán tương tự, ngành du lịch Việt Nam sẽ bắt đầu phục hồi, dần dần quay về vị thế như năm 2019. Sau khi các hạn chế đi lại được gỡ bỏ, xuất khẩu sẽ tăng khoảng 15% và các cán cân thương mại sẽ vẫn ở mức dương. Lạm phát sẽ vẫn ở mức thấp và tiền Việt Nam đồng sẽ tiếp tục tăng giá nhẹ so với đô la. Vầng hào quang đang dần trở lại trên bầu trời Việt Nam, ông Davis Dapa nhận định. Quý vị thân mến, có thể nói, bất chấp những khó khăn, thử thách do nền kinh tế toàn cầu biến động trong suốt đại dịch, Việt Nam luôn được đánh giá là một trong những quốc gia tiềm năng, môi trường kinh doanh sôi động, là nơi thu hút được nguồn FDI dồi dào. Tuy nhiên, để tận dụng được những cơ hội mới nhằm phục hồi kinh tế Việt Nam năm 2022, chúng ta vẫn cần triển khai, thực hiện tốt, an toàn chiến dịch bao phủ diện rộng cho toàn dân tiêm vaccine. Ngoài ra, thì cùng với các gói hỗ trợ tài chính, việc cải cách thể chế tạo môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng và thuận lợi là yếu tố cơ bản không thể thiếu nhằm giúp doanh nghiệp phục hồi kinh doanh, góp phần đưa nền kinh tế tăng trưởng cao và bền vững. Đây cũng là giải pháp đem lại hiệu quả dài hạn được cộng đồng doanh nghiệp mong đợi. Bên cạnh đó, thì yếu tố then chốt nữa cũng quan trọng không kém trong việc tăng cường tiềm lực quốc gia, đó chính là tinh thần đoàn kết. Ở mọi quốc gia thì sự đồng lòng, đồng thuận của người dân và doanh nghiệp đối với các quyết sách, quyết định của chính phủ đóng vai trò quan trọng quyết định sự thành bại của chính sách đó. Ông cha ta đã có câu, tư tưởng không thông, vác bình tông cũng nặng. Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã chứng minh tinh thần đoàn kết luôn là vũ khí sắc bén giúp dân tộc Việt Nam giành được chiến thắng trong mọi hoàn cảnh khó khăn nhất. Và tinh thần này cũng chính là vũ khí giúp chúng ta vượt qua khó khăn của đại dịch trong 2 năm qua. Vì vậy, tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận của toàn bộ hệ thống chính trị, doanh nghiệp, người dân luôn là yếu tố then chốt quyết định mức độ hồi phục của kinh tế trong thời gian tới. Còn quý khán thính giả của Vietnam Story có đánh giá gì về vấn đề này thì hãy chia sẻ với chúng tôi ở phần bình luận bên dưới. Video của chúng tôi xin được phép tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý khán thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!